Kênh chị này không bao giờ thấy ăn bún đậu mắm tôm. Rồi đây luôn nha, cầu được ước thay. Trần đời này phải chi nhắc tiền nhắc bạc mà nhanh lẹ vậy cũng đỡ. Để lẫm miếng dưa leo thịt luộc chấm mắm tôm mà kể chuyện được chay bao cho mấy bà nghe. Được bao ai mà chả khoái mà còn được chay chẻ bao nữa mới đỉnh cao. Nhưng mà đâu có bữa ăn nào miễn phí đâu, cái gì cũng có cái giá của nó hết trơn. Ẻm bao mình ăn xong thì mình phải mần cái chuyện khác cho ẻm nữa đó. Đây đây giờ tua lại cái khúc đầu lý do nè. Sáng sớm qua nhỉnh mẳng chù ụ luôn. Chả than đôi giày lâu rồi không mang mà lấy ra cái đế banh hết trơn. Mình kêu nó bỏ đi mà nó không chịu, nó kêu là vải giày còn tốt lắm, giờ có cách nào không? Có luôn em trai ơi, dẫn chị đi ăn bún đậu mắm tôm đi chị nghĩ cho. Làm như mỗi lần mình gặp cái thế khó, mình có chui cái thế kẹt là tự động nó giải ra. Giống như cần suy nghĩ cái gì khó khó đi ăn bún đậu mắm tôm cho cái mùi nó thông não. Rồi ăn thêm miếng dồi chiên béo béo này cho nó hợp cả. Ăn xong cái chị em tôi kéo ở nhà cô Ba Cà Mau kiếm gì ăn tiếp. Đã không có cái gì ăn thì chớ, xoay qua còn thấy nó ngồi lau giày. Thấy nó ngồi la mà mệt dễ sợ, thôi đưa đây luôn đi cha. Tí nữa tôi đi phục hồi giày cho thằng nhóc kia rồi tôi vệ sinh luôn cho. Ê rồi sẵn tiện mày đưa cái đôi giày 10 năm tuổi ra đây tôi đi làm luôn nè. Nhỏ này nó quý cái đôi này lắm tại vì có chớp đèn á. Cái nết mình ngoài mê ăn thì cũng mê giày nữa, nhìn tủ giày là hiểu ha. Đôi giày trắng vậy đó mà mang đi ăn nhiễu nhã không sao dơ. Thú thiệt là mấy cái vụ này mình không rành đâu, nhờ có bạn chỉ thì mình mới biết tới chỗ này. Mà mình cũng gửi giày tới Fresh Trip này vài lần rồi. Bình thường là mình tới đây vệ sinh không mà, nhưng mà mấy đứa em nó gửi mấy đôi giày ố về quá không biết người ta làm được không trời. Như cái đôi trắng thì nó không những dơ mà nó còn bị ố nữa. Còn cái đôi đen thì khỏi nói đi, banh chành. Sau khi được tư vấn báo giá thì chỉ cần về nhà chờ thôi. Chừng 2-3 ngày sau thôi, xong giày là người ta gửi tận nhà. Tới khúc này nhìn giống bà lội Noel ghê. Hồi hộp nha, cái khúc này là hồi hộp nha. Đầu tiên là cái đôi giày đen của thằng nhóc này hoàn thiện bao đỉnh luôn, phần đế y nguyên trở lại rồi. Còn cái phần chóp sơn chạy xước cũng láng o lại 80% luôn. Còn cái ông thánh keo này không chịu gửi giày đi spa cho người ta vệ sinh đi. Hồi đầu đen dơ cỡ đó ngồi chùi tới mãn đời cũng sạch được nữa nghe. Mà nể nhất là cái đôi giày 10 năm tuổi của nhỏ em. Dán đế lại vệ sinh xong đôi giày còn 1 tuổi. Không hiểu nó mang kiểu gì hay ghê, chắc 10 năm nó mang được 2 lần quá. Còn nha, tới cái đôi giày của mình mới đáng đồng tiền bắt gạo nè. Trời ơi, lôi ra từ trong bịch mà nó trắng sáng chói mắt luôn á. Tẩy ố vải giày mà đẹp như mới luôn.